Chị Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Chị Lân Luxury. Và hôm nay với một không gian vô cùng đẹp, vô cùng mát và vô cùng sang trọng như thế này, chị Lân xin phép được giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm thời trang. Đây là túi clutch được làm từ da Epsom. Và da Epsom là một loại da vô cùng cao cấp được hầu hết tất cả các hãng thời trang lớn trên thế giới sử dụng. Và điểm đặc biệt hơn giữa chiếc clutch này chính là từ trong ra ngoài, tất cả mọi chi tiết bên trong là được làm từ da Epsom luôn. Thường thì những sản phẩm khác họ sẽ chọn bên trong là chất liệu bình thường hơn, nhưng đối với sản phẩm của chị Lân hầu như tất cả sản phẩm từ da cá sấu luôn, thì ở bên trong này chị Lân cũng là chọn chất liệu siêu cao cấp. Và cụ thể đây là một sản phẩm hoàn toàn full da Epsom từ bên ngoài và bên trong. Và một điểm đặc biệt, vô cùng đặc biệt, chắc hẳn rằng hồi nãy giờ xem qua video này, qua màn hình này thì chắc chắn rằng nhiều quý khách đã nhận thấy được, đó chính là Kỳ Lân có mít thêm phần da cá sấu này. Và kể cả dây sách này cũng là da cá sấu, mặt ngoài là da cá sấu và mặt bên trong là da Epsom. Và da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn như là LV, Hermès. Và những con da cá sấu này, những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được khai thác theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và mỗi con phải nuôi đủ tuổi, và mỗi con phải nuôi mỗi chuồng để tránh trường hợp cắn xé ảnh hưởng đến da. Và các công ty thuộc da này sẽ cung cấp sản phẩm thuộc da hoàn hảo hoàn chỉnh này cho các hãng thời trang lớn trên thế giới. Và ở đây, ở góc của sản phẩm này sẽ có một cái logo rất là tinh tế, rất tinh tế và đẳng cấp. Đây là một cái logo biểu trưng vương miện Kỳ Lân Luxury, một cái logo của sự cao quý, sang trọng và quyền lực. Với bộ phụ kiện dây kéo vô cùng cao cấp và độ bền gần như là tuyệt đối, dùng thoải mái, vô tư và không bị bất kỳ một vấn đề gì về dây kéo cả, bởi vì đây là phụ kiện cao cấp được nhập khẩu. Và đối với da Epsom mẫu túi này thì Kỳ Lân có rất nhiều màu, mẫu thì này mẫu này, nhưng mà có rất nhiều màu, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu cam vân vân. Thì Kỳ Lân sẽ demo thêm một màu nữa để thích đánh giá về màu sắc, màu nào đẹp hơn nha. Đây là một mẫu màu cánh cam rất đẹp, rất sáng, rất sang và hết từ diễn tả về độ đẹp. Bởi vì ngoài màu sắc đẹp, kiểu dáng đẹp, thì những đường chỉ, những chi tiết để tạo nên cái sản phẩm này nó quá hoàn hảo. Những chi tiết, tất cả những chi tiết từ đường chỉ rất là đẹp, rất là tinh tế. Bởi vì một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm luxury theo tiêu chí luxury Kỳ Lân thì nó phải hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn mỹ. Có nghĩa là sẽ đẹp từ màu sắc, chọn lựa màu sắc, cách phối màu, và từ đường kim mũi chỉ, từ chất liệu da, từ mọi cái góc cạnh của sản phẩm này. Và bên trong cũng vậy, bên trong cũng là toàn bộ là da Epsom. Để được rất nhiều đồ, rất là rộng, vô cùng rộng và thoải mái luôn. Thì đối với cái túi này thì Kỳ Lân không có mix với da cá sấu, nhưng sẽ có bản y chang như vậy, và Kỳ Lân sẽ mix với da cá sấu. Vậy thì nó sẽ như thế nào? Đây, y chang nhau không khác gì cả, nhưng mà Kỳ Lân có mix thêm da cá sấu vào đây. Ở chỗ cái chốt đai này cũng vậy. Bên trong hoàn toàn là da Epsom nha. Đây màu đen hồi nãy, đây màu đen hồi nãy thì cũng phối với da cá sấu đây. Và đây là một bản màu đen không có phối, hoàn toàn không phối. Vâng, và như vậy video clip đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã ủng hộ Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ hơn nữa bằng cách Kỳ Lân xin mời quý khách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Và quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, hoặc gọi vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0912472747.
đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn và kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.